Đồ tay. Cho em muôn ngàn yêu thương, cho em bài học quê hương, thầy mang cho em thêm tiếng hát tuổi thơ đẹp những ước vọng. Hàng cây xanh thắm nhìn lá rơi nhẹ bay, hương trên tóc ai với bước chân thầm lặng bên phố. Khi nắng hồng trở lại bên em, khi nắng vàng dịu dịu trải xuống, thầy mang cho em ước vọng đi trên con đường có những lá rơi. Hàng cây xanh thắm nhìn lá rơi nhẹ bay, hương trên tóc ai với bước chân thầm lặng bên phố. Khi nắng hồng trở lại bên em, khi nắng vàng dịu dịu trải xuống, thầy mang cho em ước vọng đi trên con đường có những lá rơi. Trung tâm chất lượng cao là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục đào tạo thành phố nói riêng và của tỉnh nhà nói chung. Và riêng năm học 2011-2012 vừa kết thúc thì hội đồng thi đua khen thưởng của thành phố đã quyết định cho trường chúng ta những đề nghị thì ban nhân tỉnh Gia Lai là tặng cờ thi đua cho bậc học trung học cơ sở. Điều cường trường trung học có sẵn mời các vị thầy cô trước đây đã từng giảng dạy tại các trường trung học của thành phố Pleiku xinh đẹp này, cũng tất cả các em học sinh một thời đã lưu để ở các trường trung học của thành phố. Trước hết tôi xin gửi đến thầy hiệu trường, vị thầy cô và tất cả các em lời chào trân trọng và biết ơn. Bởi vì hàng đầu tuổi của chúng tôi, đồ tổng thủ quý thầy cô, sức khỏe ngày giảm, tuổi đã cao, từ đi lại càng ngày càng khó tận bằng vẻ. Cho nên một dịp khác cùng hồi ngồi này là một dịp hiếm có. Nhờ các em vừa chính tổ chức một quá trình đầu tư, suy nghĩ vất vả gian lao, chúng tôi mới có được những ngày họp mặt này. Thì chúng tôi sẽ trao đổi, sẽ tâm tình học bài lẫn nhau và đi đến một chỗ thân thiện hơn. Thầy cấp văn nhà nghèo mạnh khỏe nhiều thành đạt trong công tác giáo dục, mong rằng thành quả của trường này càng cài càng nhiều hơn. Một chiều đi trên con đường này,
ba đi vang tràn rơi trên tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường tôi sao lạc quan. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân môi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ, nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ, ghế đá hàng cây là mặt cùng tôi mỗi lần lên trường. Đi trên con đường này, hoa đi vàng tràn dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như tôi là bạn luôn đây này này biết điều đó chúng ta là người ta phải nói thầy nói rằng là sau năm 75 thì đây là trường cấp 3 Gia Lai, chúng tôi cũng đến công tác ở đây cho đến năm 81, 82 thì mới tu luyện ở đến tuổi 10 năm mới trở về, mới được hạ sơn. Bây giờ hôm nay trở về đây thực sự nói rằng là rất xúc động. Cái này đứng ở ngoài kia đấy, cứ nhìn em Hòa Bình cứ nói là thầy lại còn nhớ lại cảnh cũ. Chúng tôi nhìn lại cảnh cũ, người xưa thì là một số thì còn không là số cũng là đi xa. Tôi rất là ngồi cảm động. Kính thưa quý thầy cô và tất cả các anh chị, tất cả thì thời gian qua thì nó cũng trở thành quá khứ, trở thành ký ức. Nhưng mà hôm nay tất cả thầy cô, tất cả anh chị quay về đây cùng nhau để ôn lại những cái khoảng thời gian, những cái kỷ niệm mà mình đã một thời làm nghề, làm công tác giảng dạy. Một thời mình đã là học trò, được ngồi dưới mái trường này để nghe các thầy cô chỉ bảo dạy dỗ. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả nó sẽ là tình đầy yêu mến biết bao với cô thầy, với bạn bè. Chiều nay mình thường xưa thấy đọc phim sao hồi hồi, kỷ niệm xưa đã bây giờ trường ơi ta thương nhớ mãi. Ngày nào em ôm có vai với cô thầy, với bạn bè của cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm êm. Con bé bé xinh xinh lên qua đám cây xanh nhẹ lướt. Tôi hai gam lá đơn sơ che trên những sân thuông mơ màng. Nhận
thưa quý thầy cô cũng như tất cả anh chị em trường sinh, tôi xin thay mặt của đoàn thành phố Hồ Chí Minh về đây thăm lại các máy trường xưa. Thì cái niềm trước tiên là đây là trường thứ tư chúng tôi đến, tức là hôm qua là đi được ba trường rồi, hôm nay là thứ tư. Nhưng mà đây là tiếp đón thầy trò tôi trong một cái không khí phải nói là tương đối, tức là nó có những cái tình cảm nó ấm áp hơn và nó vui nhộn hơn các cái trường kia. Là đây là một cái ghi nhận mà phải nói là rất là phấn khởi, thì nhân chứng hơn luôn các thầy cô mặt mẹ để trở thành con người có ích cho xã hội, là cuối cùng chúc nhà trường là sức khỏe dồi dào và một mùa hè phấn khởi. Ôi sao lạ quá, một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ, nhớ những ngày nơi đây, cùng bạn bè sống dưới mái trường này. Nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Con đường này hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi. Về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa. Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi rất là vinh dự được đón tiếp các thầy cô, các anh chị về thăm lại trường xưa. Về quyền phía trường xin trân trọng giới thiệu cô Trương Thị Thúy Mai, phó hiệu trưởng em. Bóng đi, bóng trẻ nở đường, cùng nhau quan hát khúc ca. Khi vừa giải phóng, lúc đó em là học sinh lớp 8A của trường nữ trung học Tây Men. Và sau giải phóng thì em tiếp tục học, và bây giờ em đang là cũng là ngành giáo và đang là phó hiệu trưởng của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Em xin kính chào tất cả các thầy cô. Thầy cô và em kính chúc tất cả các thầy, các cô, các anh chị, các bạn bè chúng ta là luôn luôn có được một cái sức khỏe thật là
dồi dào và hạnh phúc trong cái cuộc sống, cũng như là sau này sẽ còn nhiều lần được đón thầy cô ở tại cái trường Nguyễn Văn Trỗi này. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa tất cả các anh chị em cựu học sinh của liên trường Phố Núi, lời đầu tiên cho phép em được thay mặt cho tất cả cựu nữ sinh Lê Bê gửi đến quý thầy cô, các anh chị lời chào trân trọng và thân ái nhất. Phải nói là trong giờ phút này thì bản thân em cũng như vừa rồi cô Mai rất là xúc động khi được gặp lại quý thầy cô, các anh chị ở trong cái căn phòng ấm cúng này. Chúng ta rất là bận rộn nhưng mà cũng đã dành thời gian quý báu của mình để về thăm lại mái trường xưa. Chúng tôi xin kính chúc các bạn sức khỏe của ban giám hiệu nhà trường cũng như toàn thể giáo viên. Hôm nay nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp quý thầy cô giáo, anh chị em là cựu học sinh của trường về thăm. Dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi, không quản ngại đường xá xa xôi, cách trở, sức khỏe, công việc, nhưng quý vị đã dành thời gian quý báu về thăm lại mái trường xưa, nơi đã một thời gắn bó với mình, để gặp lại mái trường, ôn lại những kỷ niệm đẹp, sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý thầy cô giáo, anh chị em cựu học sinh, để quý vị có cái nhìn tổng thể về nhà trường, tôi xin phép giới thiệu đôi nét về trường Trung học cơ sở Phạm Thái. Trường Trung học cơ sở Phạm Thái đứng chân trên địa bàn phường Hoa Lư, được thành lập vào năm 1975 trên cơ sở trường tỉnh Hà Phạm Hồng Thái năm 1974-1975. Trường có nhiệm vụ giảng dạy bậc trung học cơ sở cho đối tượng con em phường Hoa Lư và một phòng phường Tây Sơn. Lần nào về thăm lại trường xưa cũng đều được ban tổ chức các trường đón tiếp rất là nồng ấm. Đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hãnh diện và sung sướng. Thành ra tuy là ở xa, tôi ở Việt Nam, nhưng mà mỗi lần mà nghe có tổ chức về thăm lại trường xưa thì chúng tôi sắp xếp các công việc gia đình để có mặt để tham dự. Hy vọng là được gặp lại các em học sinh ngày xưa, gặp lại các đồng nghiệp ngày xưa mà chúng tôi đã lâu, có khi là về hoàn cảnh gia đình, rồi về vấn đề là chúng ta có khi vì người ở tỉnh này để tỉnh khác. Thành ra là đó là một cơ hội rất lớn để chúng tôi phải sắp xếp.
tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình xưa. Đường xưa in bóng hai đứa hai nơi, những chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Ra biên bạn lòng ơi, tôi nay xa cách rồi, yêu xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình thôi, chờ mong từng đêm gối chiêng, nỗi u hoài nào ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người yêu. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà chan tình. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, kỷ niệm giờ xa cách rồi, tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến thân tình. Đường xưa in bóng hai đứa hai nơi, những chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Giá biên bạn lòng ơi, tôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình thôi, chờ mong đêm gối chiếc nỗi u hoài nào ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người yêu. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà tìm. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà tìm. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà tìm. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Trùng phương vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu. Mối tình đầu của tôi
là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về cánh phượng hồng ngẩn ngơ. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cơn, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ nặng yêu đúng lắm thôi. Kỷ niệm một thời đã qua với bao yêu thương của tuổi học trò, lắm trong chiều về, lướt qua bên hè và cùng một chiều mơ. Bài hát Khúc ca mùa hè sáng tác của nhạc sĩ Canh Thân với phần trình bày của tốt ca nữ cựu học sinh trung học Pleiku sẽ đến với chúng ta mở đầu sau đây. Về đây ta đang nghe nụ cười già. Cô giáo và các cựu học sinh thân mến, theo nguyện vọng của đông đảo cựu học sinh liên trường Pleiku và được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku, hôm nay Ban liên lạc học sinh Pleiku tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban liên lạc cựu học sinh liên trường Pleiku tại thành phố Pleiku chính thức tổ chức buổi họp mặt với chủ đề Tôn sư trọng đạo kính thầy. Với không khí hân hoan gặp mặt này, biết bao ký ức của buổi học trò lòng trào dâng lên nổi nhớ, đồng thời là cơ hội tạo nên sự gắn kết sâu nặng tình thầy trò nghĩa bạn bè, đó là lý do của họp mặt hôm nay. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo và các cựu học sinh thân mến, thầy Nguyễn Đức Trung, nguyên hiệu trưởng trường trung học thành phố Pleiku. Thầy Ngô Xuân Tiên, nguyên hiệu trưởng trường trung học Nông Lâm Xúc. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy Tôn Đức Hàm, cựu giáo sư trung học Pleiku. Thầy Lê Ngọc Bương, cựu giáo sư trung học Pleiku. Thầy Nguyễn Hữu Đàm, cựu giáo sư trung học Pleiku. Thầy Lê Tấn Phước, cựu giáo sư trung học Pleiku.